Xin chào các bạn. Hôm nay có thời gian thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan qua một vòng Hoành Bồ. Ở đây rất là nhiều cảnh đẹp và yên tĩnh. Nhiều bạn đến Hạ Long du lịch thì cũng chỉ biết qua được những cái cảnh đẹp như là Vịnh Hạ Long này, khu vui chơi giải trí này và những cái khu du lịch ở Hạ Long, nhưng mà cũng chưa ai biết đến những cái cảnh đẹp ở phía sau những cái khu du lịch đấy. Mình thì hôm nay sẽ dẫn các bạn đi tham quan qua một vòng. Ở đây cũng giống như những nơi khác, cũng có ruộng lúa rồi cảnh đẹp rất là nhiều. Mình sẽ dẫn các bạn đi, mời các bạn cùng đi theo mình. Đường ở đây thì cũng rất là đẹp, không có gì mà gọi là đi vào trong rừng mà đường xấu. Quảng Ninh thì chỗ nào đường cũng đẹp. Nếu như các bạn có dự định đi vào trong này thì cứ yên tâm mà không phải lo là sợ đường xá hay là không dễ đi hay là như nào đấy. Mình hôm nay sẽ đi trải nghiệm để sẽ giới thiệu cảnh đẹp cho các bạn. Nếu như ở Hạ Long dài ngày thì cũng lên vào đây chơi, vì ở đây không khí trong lành lắm. Khu vực nào thì cũng không rõ các bạn ạ, nhưng mà mình thấy ở đây cảnh rất là đẹp. Lúa thì chín rồi mà ở đây thì trồng rất là nhiều ổi. Cảm tưởng như là ở đây là đặc sản là ổi, vì là thấy hai bên đường nhà nào cũng trồng. Ở khu vực này thì cũng cần chi thì cũng chưa chín hẳn, nhưng mà mình thấy chắc là sắp tới thì cũng thu hoạch được rồi. Trước mặt mình đây là vườn ổi này, rồi ở trên rừng kia là trồng keo. Trong này thì rất là yên tĩnh các bạn ạ, thuận tiện, giải nhựa hết rồi nên cũng không khó đi lắm. Mình thì cũng không hiểu lắm đâu, không biết là còn xanh hay là chín, thì các bạn biết thì trả lời giúp mình. Mình phát hiện dưới này này, ở đây có rất nhiều con ốc, ốc vàng đấy. Không biết là chỗ các bạn có ăn được con ốc vàng này không, nhưng mà nếu như mà mình ở nhà ấy, quê mình thì bố mình vẫn bắt ốc này làm sạch đi và vẫn ăn được bình thường. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp để giới thiệu cho các bạn xem cảnh ở trong khu vực này còn có gì nữa không. Đi đây các bạn ạ, vì trời cũng sắp tối rồi, mình cũng sẽ cố gắng đi quay quanh một vòng để giới thiệu cho các bạn xem. Ở đây hai bên đường này các bạn này, nhiều vô kể, gần như là nhà nào có đất cũng trồng ổi. Những cây ổi thì rất là thấp mà nó có nhiều quả này. Ổi thì mình nghĩ là những cái quả này không biết là đã bán được chưa, nhưng mà đều được bọc vào để bảo quản, tránh côn trùng vào ăn làm hỏng quả. Nhiều lắm. Hoành Bồ có lẽ là đặc sản là ổi các bạn ạ. Nên nếu như mà các bạn nào mà là tín đồ của ổi thì mùa này vào đây là chuẩn bị là mua là vừa rồi đấy. Quả đều được bao bọc hết vào, đảm bảo. Trong xa kia còn có cây bồng. Đường ở đây thì rất to, hai xe tránh nhau thì thoải mái. Xe tải chạy qua đây rất là ít, mà chủ yếu là xe của gia đình đi. Ở đây có những quả ổi mà không bọc vào là côn trùng ăn này các bạn này. Mình thì rất là thích đi vào những cái nơi mà rừng núi như này. Hiện tại mình đang đi ở đây là Hoành Bồ thôi, nhưng mà cảm tưởng cứ như là đi lên Sapa hay là Hà Giang hoặc là những cái nơi vùng cao gì đấy. Không khí ở trong này thấy trong lành. Hôm nào có dịp thì mình sẽ lại đi tìm một chỗ vui chơi ở đây để mình quay và giới thiệu cho các bạn. Nhiều khi đến Hạ Long mà 2-3 ngày rồi thì cũng chẳng có chỗ nào chơi, mà chơi mãi mấy cái trò chơi kia cũng chán. Mình sẽ cố gắng làm sao mà đi
tìm được những cái điểm vui chơi mới để giới thiệu cho các bạn xem. Quả ổi to mình đã thấy đã được bọc vào rồi, chắc là cũng sắp bán được rồi. Nhìn bên trong thì cũng chín rồi sao các bạn ạ, chắc là 1-2 hôm nữa là được thu hoạch. Đường mình quay cho các bạn xem thì đa số là đều trồng ổi. Bây giờ thì cũng là 6 giờ rồi, cũng muộn rồi vì mình thấy ở trong này tối lắm mà cũng không có điện. Mình phải đi tìm đường để đi ra về. Nên mình cũng xin phép tạm dừng cái clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo khi mình quay vào cái khu vực này. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình nghe nói ở trong này cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, cũng có suối, có thác nước. Mình xin phép tạm dừng cái clip này đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip tiếp theo.